Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, nói chuyện cũng là một môn nghệ thuật mà nắm chắc có thể mang tới thành công hay đơn giản là thu hút được thiện cảm của người khác, khiến cho bạn gặp nhiều lợi thế trong cuộc sống. Chìa khóa của việc nói hay đơn giản chỉ là tôn trọng đối phương, vì đối phương mà suy nghĩ cho họ. Cổ nhân có câu, kẻ làm biếng gây chuyện thì phi, kẻ tiểu nhân thì hay đồn thổi. May mắn từ miệng mà ra, xui xẻo từ miệng mà ra. Đôi khi cái miệng của chúng ta nhanh nhạy nhưng lại làm mất lòng nhiều người. Miệng của một người không chỉ dùng để ăn uống. Ai đó đã từng nói là danh thiếp thứ hai của con người. Chú ý đến cách nói chuyện, trên thực tế cũng là đang xem xét kỹ lại nội tâm của bản thân mình. Dù chỉ là một câu nói ngắn, một ý nhỏ, một lời bâng quơ cũng có thể thể hiện bản chất cách chúng ta đối đãi với vấn đề và con người như thế nào. Vậy thì có những điều cấm kỵ gì trong nói chuyện? Chúng ta cùng xem giải thích ngắn gọn về 4 khía cạnh này nhé. Thứ nhất, nói chuyện không kiêng kỵ. Con người ai cũng thích có cảm giác được tôn trọng. Nếu như không đạt được điều gì đó thì người ta sẽ có cảm giác bị thách thức đả kích. Do đó cần phải xem xét cảm giác này để bên kia có thể cảm thấy sự tôn trọng. Chuyện gì cần nói, chuyện gì không cần nói đều có một giới hạn nhất định. Đừng trước mặt người khác mà vạch điểm yếu của họ. Đừng đứng sau lưng người khác mà nói chuyện về họ. Làm được việc quang minh chính đại, tâm không hổ thẹn, đây là những nguyên tắc cơ bản. Những điều này nhìn thì có vẻ là những đạo lý đơn giản, nhưng vẫn luôn có những người không biết tới tiêu chuẩn này hoặc vi phạm vì không thể kiềm chế bản thân. Những người luôn không biết tôn trọng người khác thường nói cay nghiệt, vô tình, sắc nhọn, mang tính sát thương lớn. Nếu tâm tính độ lượng, miệng sẽ không bao giờ thảo luận những điểm mạnh yếu của người khác. Nhưng có câu rằng, làm anh hùng trong một khoảnh khắc không bằng làm hiền trí cả đời. Một người nói năng sắc nhọn và vô tình chỉ cho thấy người đó không đủ tính nhẫn nhịn, cho thấy chất lượng cuộc sống của anh ta rất thấp. Những người như thế này thường thích tính toán, việc lớn khó thành. Khi bạn muốn nói, điều bạn nói phải có giá trị hơn sự im lặng của bạn. Là một người, chúng ta đều biết rằng im lặng quan trọng hơn nhiều so với lời nói. Biết giữ im lặng đúng lúc, nói đúng lúc, không thể ăn nói tùy tiện, như vậy sẽ thành thiếu sự tôn trọng với người khác và bản thân lại trở thành người không có tu dưỡng. Một người đã nói rằng chúng tôi mất 2 năm để học nói, nhưng mất 60 năm để học cách im lặng. Thứ hai, không ngừng nói đạo đức và lặp đi lặp lại. Cuộc đời đáng sợ nhất là những kẻ hay trao giảng đạo lý, nhưng sống là chẳng ra gì. Ngặt nỗi điều này lại bắt gặp nhan nhản, nhiều người dùng lời khoa mỹ để lấp liếm cho nhân cách tồi tàn của mình. Tôi còn nhớ thời mới ra trường và làm ở một doanh nghiệp nhỏ có ông sếp lớn tuổi rất bảo thủ. Trong phòng làm việc, ông trưng bày hàng tá quyển sách dạy làm người, từ đắc nhân tâm đến hạt giống tâm hồn. Cứ mở miệng với nhân viên là ông dạy điều A, trích điều B trong sách. Ban đầu còn thấy hay ho, nhưng về sau tôi càng nhận ra những triết lý tưởng chừng bổ ích hay ho kia là chẳng khác gì thứ củi mục không hề có giá trị thực tiễn. Đỉnh điểm có lần, bà vợ của sếp đến tận văn phòng để quậy trùm beng chuyện ông lăng nhăng bên ngoài. Hàng ngày ông dùng đạo đức để giảng đạo cho nhân viên. Nhưng sự thật lại, sống không chung thủy, còn bị tố là bạo lực vợ con, trốn tránh trách nhiệm, chu cấp tiền. Tôi thà chọn chơi với người bạn có tính tình bổ bã, ăn to nói lớn, thậm chí mở miệng văn tục nhưng sống nghĩa khí, không mang đằng sóng nói đằng gió và hết lòng khi bạn bè khó khăn. Sau này nghiền ngẫm, tôi cũng có cho mình một vài kinh nghiệm đau thương, dặn lòng tuyệt đối tránh xa những kẻ tiểu nhân như thế. Lời nói triết lý tưởng hay ho có thể làm bàn nâng để nhân cách cao hơn, nhưng dễ thành sáo rỗng, vô nghĩa khi bạn sống tồi tệ. Như câu chuyện về người trao giảng đạo đức kinh doanh để bị phát hiện buôn bán hàng kém chất lượng ở trên, phải đến cuối đời mới rõ ai tốt ai xấu, nên tốt nhất giữ thái độ khiêm nhường, sống tốt tự khắc mọi người sẽ nể nang, hủ xạ tự nhiên hương, thay vì dùng đạo lý dừa lớp phục sức để mọi người kính nể. Có người khi nói chuyện không chú ý đến cảm xúc của người nghe, lúc nào cũng nói đạo đức, thậm chí còn cường điệu hơn, lặp lại 3-4 điều này rất dễ mang đến cho người nghe cảm giác phản cảm. Giống như thường xuyên nói, tôi đã bảo rồi, tôi nói có đúng chưa, tôi nói cho mà biết, nghe đây này. Đây đều là những lời mà người ta thường hay nói nhiều thành thói quen. Và cả những cách nói, cứ lặp đi lặp lại những từ thừa trong câu cũng sẽ vô tình mà làm người khác cảm thấy người nói có vấn đề về mặt logic hoặc thiếu khả năng suy nghĩ hay trí nhớ kém. Người nghe sẽ có cảm giác, vậy người này làm sao có một bộ logic hoàn chỉnh để giải quyết các vấn đề đây? Nếu bạn trưởng thành hơn một chút, phải học cách để suy nghĩ chín chắn trong mọi vấn đề, không sử dụng ngôn ngữ lời nói một cách tùy tiện, theo thói quen.
Khi bạn tư duy suy nghĩ trên phương diện về người khác, dưới cách tiếp cận của người khác, bạn sẽ nhận được rất nhiều kiến thức khác nhau. Tích lũy lâu dài sẽ càng ngày càng ưu tú và đẳng cấp, cuộc sống cũng lên một tầng cao mới. Thứ ba, truyền đi những cảm xúc, thông điệp xấu và tiêu cực. Các nhà tâm lý học nói cảm xúc biết lây lan, ở trong một môi trường nào đó lâu rồi, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ người khác, hơn nữa còn rất khó nhận ra. Trong vô thức bạn đã biến thành một người giống như đối phương. Đối mặt với việc thất tình, người tích cực sẽ nghĩ rằng, trên thế giới này ai mà chưa gặp qua người điệu cán, coi như trải nghiệm cho biết thôi. Đời sau một người không xứng đáng, đồng nghĩa với việc bạn không thỏa hiệp với thời gian, với thói quen, với sự sắp đặt của ông trời. Là kịp thời dừng lại, là bắt đầu một cuộc sống mới, là sự hồi sinh cho một tình yêu khác viên mãn hơn. Còn những người tiêu cực, chỉ vì một chút đả kích trong chuyện tình cảm sẽ ngay lập tức chùng xuống, chìm đắm trong nỗi đau đó, rồi oán thán cuộc sống không công bằng, không còn muốn nỗ lực đi thay đổi cuộc sống. Quý vị biết không, mọi người đều có từ trường riêng và nó luôn phát ra năng lượng tích cực, có thể cung cấp cho mọi người động lực. Nhưng nếu phát ra năng lượng tiêu cực, chỉ khiến cho người khác thấy mệt mỏi, chán nản theo. Nếu tâm trí luôn chứa đầy thông tin tiêu cực, cơ thể, tâm trí và tinh thần cũng sẽ trở nên tiêu cực. Bi quan sẽ không làm cho cuộc sống con người trở nên tốt hơn mà chỉ khiến nó tệ đi. Người hiểu được sức mạnh của ngôn ngữ sẽ rất thận trọng trong từng câu nói của mình. Họ chú ý tỉ mỉ đến từng lời nói, xác định rõ những lời nào nên nói, lời nào không. Khi tức giận hay oán hận, chúng ta thường thốt ra những lời nói sai lầm. Điều này quả thực tai hại bởi vì đằng sau lời nói đó mang những cảm giác tiêu cực. Âm thanh lời nói mà bạn phát ra là gì thì bạn sẽ phải nhận lại những điều tương tự. Ví dụ những người thường nói về bệnh tật sẽ dễ mắc bệnh. Lời nói có một nguồn sức mạnh vô hình nhưng lại có ảnh hưởng rất lớn đối với con người. Chúng mãi mãi là kẻ đứng sau, giật dây làm ảnh hưởng đến kết quả. Tuy nhiên bản thân chúng ta lại không biết điều này. Chúng ta có thể đọc được điều này trong Kinh Thánh. Sinh tử đều đều do miệng lưỡi quyết định, nhưng phần lớn con người lại cả ngày lải nhải những lời khó nghe. Ở bên cạnh những người luôn than vãn kêu ca, đổ lỗi cho người khác, nói xấu người khác thì người nghe cũng sẽ dần cảm thấy bị ảnh hưởng tiêu cực mà xa lánh. Nhiều khi chúng ta sống không vui vẻ đó là bởi bên cạnh chúng ta là những người như vậy. Ở cạnh những người này lâu rồi sẽ vô thức bị họ lây nhiễm, đối mặt với cuộc sống theo đúng nghĩa cần mực thì đen. Tránh xa những người tiêu cực, bản thân cũng không nói những lời tiêu cực. Có như vậy thì mỗi ngày của bạn mới tràn ngập ánh nắng và sự rực rỡ. Và thứ tư, nói nhỏ thiếu sức sống. Rất nhiều người khi nói chuyện rất nhỏ mà không phải do bẩm sinh hay các vấn đề về sức khỏe, người khác phải cố gắng hết sức mới nghe được nội dung họ đang nói gì. Âm thanh quá nhỏ thiếu sức sống và sự kiên định, dễ gây cảm giác thiếu thu hút và đáng tin cậy. Muốn người khác có thiện cảm với mình, nên tập luyện cách nói chuyện sao cho người khác không cảm thấy phiền hà khi nghe mình nói. Trước tiên hãy vứt bỏ những lời vô nghĩa và đừng lặp lại nhiều lần, cố gắng đạt được sự tinh tế, biểu đạt chính xác. Điều tiếp theo là phải cẩn thận về mặt cảm xúc, biết giữ mồm, giữ miệng. Nội dung cũng đừng truyền đi những tin tức và thông điệp tiêu cực. Lời nói là y phục của nhân cách, tu dưỡng, lời ăn, tiếng nói cũng chính là tu dưỡng nội tâm, phẩm hạnh của mình. Lời nói thay đổi, con người thay đổi thì vận mệnh tài phú cũng sẽ thay đổi. Quý vị thân mến, tục ngữ nói bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Câu này xuất phát từ Thái Bình Ngữ Lãm do nhà Tống biên soạn. Ý nghĩa chính là bệnh là do ăn uống không cẩn thận dẫn đến, còn tai họa là do lời nói không phù hợp tạo thành. Cổ nhân sau đó dùng nó làm phương châm sống, cho nên mới nói phúc khí đến sẽ có dấu hiệu, tai họa đến cũng có nguyên do. Đừng nuông chiều theo cảm xúc của mình mà làm những chuyện không đúng, cũng đừng mặc kệ miệng của mình mà muốn thế nào thì nói thế ấy. Bởi vì hang ổ của kiến lửa cũng có thể làm sập bờ sông, dòng nước nhỏ cũng đủ làm đổ ngọn núi cao. Vậy nên mới nói, bệnh là do ăn uống không cẩn thận dẫn đến, còn tai họa là do lời nói không hợp tạo thành. Trong cuộc sống, những ví dụ về họa từ miệng mà ra có thể thấy ở khắp mọi nơi. Nếu mọi người đều cẩn thận lời ăn tiếng nói, thì họa trên thế giới này có lẽ cũng ít đi rất nhiều. Vì thế lời ăn tiếng nói của một người sẽ phản ánh sự cao thấp về mức độ tu dưỡng bản thân và trí tuệ cảm xúc của người đó. Người biết cách nói chuyện với người khác thì trong quá trình nói chuyện sẽ tránh những điều sau đây. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nhé. Thứ nhất, bớt nói bí mật của mình. Rất nhiều người có những bí mật, dù ít dù nhiều thì có đôi khi bản thân sẽ kể bí mật đó cho người khác. Nói hết bí mật cũng là một cách để trút ra những cảm xúc tồi tệ của bản thân.
Con người khó tránh việc có những cảm xúc tiêu cực. Khi một người tồn tại cảm xúc tiêu cực, họ sẽ nói chuyện với bản thân mình, cho bạn bè hoặc người thân thiết. Và lúc đó họ rất dễ dàng nói ra bí mật của chính mình. Bí mật là thứ khiến cho người khác vừa tò mò vừa kinh ngạc vì nó đại diện cho những gì bạn đã làm trước đây. Ngoài bản thân bạn thì không một ai biết, nhưng nay bạn lại đem bí mật đó nói ra. Nói ra không đáng sợ là bạn nói điều đó cho những người có lòng dạ không tốt. Những người đó sẽ lợi dụng bí mật của bạn để làm những chuyện sai trái với bạn. Bí mật là thứ được giấu sâu nhất trong tim của một người. Lúc áp lực bạn sẽ muốn đem nó ra để chia sẻ cho người khác. Vậy nên, bí mật đừng dễ dàng nói ra, trừ phi bạn cảm thấy bí mật này đối với người khác có ích, còn không thì đừng nói ra bí mật của mình với ai đó. Thứ hai, bớt nói quá khứ của mình. Mỗi người đều có một đoạn quá khứ, nó có lẽ là dấu vết thảm hại hoặc là minh chứng cho thành công của chúng ta. Tất cả những quá khứ, chúng ta có thể sẽ không cách nào cũng như không cần thiết phải xóa chúng, nhưng chúng ta phải xem nó như một bài học cho cuộc sống tương lai, hoặc coi như là một động lực để từ đó thúc giục bản thân càng phải mạnh mẽ tiến về phía trước. Có một số người nói chuyện với nhau rất thích đem quá khứ của mình nói ra, sau đó lại bồi thêm một câu: nếu như lúc đó tôi không làm như vậy, có lẽ bây giờ sẽ không như thế này. Người nói thì không thấy phiền phức, nhưng người nghe bản thân lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Khi người ta nói chuyện với bạn là muốn nghe bạn nói về những điều có ích, chứ không phải là nghe bạn kể lể về quá khứ. Huống hồ, những thứ trong quá khứ dù gì cũng đã qua rồi, vì thế chúng ta không cần thiết phải đem nó kể thêm một lần nữa cho người khác. Điều thật sự đại diện cho cuộc sống một con người chính là hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, nếu bạn đang trò chuyện cùng người khác, lại đi nói quá khứ của mình, thứ bạn có được chỉ là sự đồng tình từ người khác và thứ bạn mất đi có khả năng sẽ là uy tín và bạn bè. Chúng ta đều có quá khứ, nhưng quá khứ đó cũng chỉ là quá khứ của bản thân, không liên quan đến câu chuyện của người khác. Thứ ba, bớt đem thành công của bản thân ra khoe khoang. Căn cứ theo quan sát, người thành công rất ít tuyên bố khắp nơi về chuyện thành công của mình. Họ cũng kể rất qua loa sơ sài, nhưng những người thất bại thì thường nói những thành công trước đây của mình. Ai cũng có một hai lần coi như là thành công, nhưng thật sự thì cũng không đáng để đem ra nói. Những gì một người nói như nội dung thảo luận, những ví dụ được nêu, được phơi bày rõ ràng tính cách của bản thân họ. Khi bạn nói thành công của mình cho người khác, đó được coi như một cách khoe khoang trá hình. Khoe khoang rằng bạn không dễ thành công, khoe khoang rằng bạn rất đắc ý khi thành công. Thành công thật sự không dễ dàng, nhưng nó không nên là một câu chuyện bình thường sau bữa cơm của bạn. Mọi người đều rất bận rộn, vì thế họ cũng sẽ không muốn tốn thời gian chỉ để nghe những thành công đã qua của bạn. Khi nói chuyện với người khác phải có kỹ năng. Người biết cách nói chuyện sẽ được rất nhiều người lắng nghe. Người không biết cách nói chuyện, khi bạn muốn nói chuyện với người khác, bạn sẽ phát hiện ra rằng bản thân sẽ không tìm được một ai nguyện ý lắng nghe mình cả. Vậy nên khi nói chuyện thì không nên tùy tiện nói ra bí mật quá khứ hoặc khoe mẽ sự thành công, nên thể hiện khía cạnh hạnh phúc của bản thân mình và luôn nhớ rằng lúc này chúng ta đang ở hiện tại. Thứ tư, đừng trêu trắc nỗi lo của bản thân. Thực tế mỗi người đều có những nỗi buồn và mối bận tâm riêng, không có quá nhiều người trên thế giới thật sự quan tâm đến bạn như bạn kỳ vọng và không ai muốn trở thành chiếc xe rác chứa đầy ưu phiền của người khác. Hãy tự mình nếm trải những đau khổ, tự chữa lành những tổn thương và đừng nói những điều mình có thể làm với quá nhiều người. Người hiểu bạn thì ít, kẻ cười nhạo thấy phiền sẽ luôn nhiều hơn. Không ai muốn nghe bạn phàn nàn và ngược lại, chính chúng ta cũng không muốn nghe những lời than thở từ người khác. Những muộn phiền của bạn không phải là chuyện người ngoài muốn quản là được. Do đó hãy cố gắng truyền đi nguồn năng lượng tích cực. Mọi người luôn thích sự vui vẻ, hòa khí sinh tài lộc, may mắn sẽ đến với bạn. Tây Phương có câu, trước khi nói phải uống nửa 7 lần. Đã sống trên đời thì nên tạo phúc tạo phần, không nên gây nghiệp. Hãy ghi nhớ phần miệng là gieo tạo nghiệp nhiều nhất. Học ăn học nói là học cả đời. Củ cải làm ra bao nhiêu cũng hết, nhưng những lời tâm ý sẽ trường tồn đời này qua đời khác. Giá trị bạn trao đi cũng chính là những gì bạn nhận lại. Người nói lời cao đẹp, yêu thương thì trong tâm luôn cảm thấy thanh thản, bình an và ngược lại. Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.